Đã đến với kênh Peter Hall. Chào cả nhà. Cho mượn người điện thoại. Chỉ nhìn comment. Không có thấy comment luôn. Chào quý các anh chị nha. Thường là về đâu anh? Về Sài Gòn cái gì? Về đâu nhưng mà trung tâm hả? Đi trung tâm. Thì đang ở trung tâm. Còn những đi qua rừng cao su ghê ha. Nó lọt ở trong là xong luôn. Ở trong mà bị phục kích là xong. Chào Y Vu Ly Hương, Y Vũ Lưu Hương, chào anh Nguyễn Khương. Em không có nhìn thấy, để mở ánh sáng lên coi, cho ánh sáng lên chút coi. Cho ánh sáng lên chút xíu coi. Nhìn sẽ dễ. Cả nhà ai đi Bình Phước cả nhà. Tốc độ giới hạn 50 km/h. Bình Phước. Tò cô chú anh chị. Lên trên cái vùng Bình Phước này nó cái sóng nó chập chờn, hồi nãy em livestream mà nó mất sóng. Livestream mà nó mất sóng. Thì vô cái rừng cao su á cô chú anh chị. Mất sóng. Nói chung là cái đất, cái dùng đất ở Bình Phước này nó vẫn còn, mình nói là rừng cao su đó, chú chị, rừng cây cối này kia rất là nhiều đó. Nó chưa có sầm út, nó còn có cái nét của nói chung là nó thôn quê mà dạng như là làm gãy làm mà gì đó cả nhà, làm gãy. Rừng cao su hình như là chị nhà hàng cũng có đất trên này đúng không? Đúng không? Phước á. Cái khu dân cư gì á. Bình Phước. Lúc trước em không có đi. Em với Quốc Việt đi chạy. Không có lên chạy. Không có lên trên khu đất. Chào nông dân nha. Đúng rồi. Rồi chào anh nông dân. Nông dân chào Peter Hồ, chào anh Vũ. Chào chị Mara Lý Trần. Chào anh Quang Lê. Chào tất cả mọi người. Trên đây cái vùng đất trên đây á cả nhà, nói chung là nó ở ngoài là ở ngoài trung tâm thì không nói, mà phía bên trong nó trời toàn rừng rú không, rồi sóng làm gãy làm mấy gì cũng thế ớn, rừng cây không. À, nhưng mà cũng có những cái trang trại, những cái công trại, cái láng trại mà của những
những người mà làm cao su á, cô chú chị, mà đặc biệt là phụ nữ không à. Nãy em thấy trong trong rừng cao su á, nó có 4-5 liều luôn, mà cái liều nó bự lắm. Cái liều nó khoảng ở khoảng chừng cả 100 người hơn à. À, nguyên cái láng liều dành cho phụ nữ, 2-3 láng luôn. À, mà phụ nữ ở trong cái khu mà rừng cao su á, ghê. Phụ nữ không à, nãy em vô em thấy phụ nữ luôn. Là mấy cô gái làm cao su á, cạo cao su á. Toàn nữ không, không có một đực gựa nữa mà dám ở trong trong rừng cao su, ghê không cả nhà. Nhưng mà không sao, dù sao là tập thể phụ nữ người ta ở chung một khối, không sao. Chị em phụ nữ, chị em phụ nữ số đông mà đâu có sợ. Nhưng nói chung là họ có cái cây cạo mũ á, đâu có dễ dàng gì đâu, đâu có mà kẻ xấu nào mà dám. Cây cạo mũ nó quất một cái là đứt lìa luôn. Chào chị Thanh Thúy, chào Hoài Phong nha. Tốc độ giới hạn 90 km/h. Ở Bình Phước này á, cô chú anh chị đó, mình thấy nó dưới Bình Dương á, nói chung là nó không có bằng Bình Dương cả nhà, nó phát triển nha. Đúng rồi anh Vũ, không có bằng Bình Dương đâu, đâu Bình Dương mới phát triển thôi. Bình Dương thấy phát triển hơn Bình Phước. Mà đất đai Bình Dương cũng mắc. Vòng ngược lại, đi về hướng đông lên cao tốc 02, quốc lộ 14 về phía Hải Thượng Lãng Ông. Đi về hướng tây, sau đó rẽ trái. Cái câu chuyện của chị Thu Nguyên á, mình cũng nói một chút xíu. Nói chung là ở đây á, là chị Thu Nguyên á, là từ nào giờ mình không biết, nhưng mà sau này mình mới biết là sự thật của chị Thu Nguyên. Chị Thu Nguyên là nói chung là ủng hộ, nhưng mà ủng hộ một số anh em ngay từ đầu. À, mà cũng có mâu thuẫn với là một số vài vài người, không biết rõ cái lý do nào, cô chú anh chị. Thì cái việc mà chị Thu Nguyên á, bem được thư sư Kim á, mình nói là trước sau thôi. Mình nếu mà hiểu biết sự thật về chị Thu Nguyên thì cũng chứ số muộn trước sau thôi. Ở cả nhà, tại vì họ nói chung là cái sự thật, mình nói cái sự thật của cái câu chuyện của chị Thu Nguyên á, về cái mình nói về cái mối quan hệ của chị Thu Nguyên á với lại với nhà một người nhà báo chuyên Châu Hữu Danh. Cô chú anh chị, cái này là em xác định là đúng. Anh nông dân nói là rất là đúng. Cái like hôm qua của anh nông dân em không coi, nhưng mà em coi lại, anh nông dân nói đúng là chị Thu Nguyên có liên quan tới một cái người làm báo mà đã bị bắt
đó là anh Trương Châu Hữu Danh. À, Trương Châu Hữu Danh thì với theo thông tin được biết là chị Thu Nguyên á, là hình như là cô mà cô vợ á, cô bên vợ của anh Trương Châu Hữu Danh. À, thì có hình ảnh chụp mà. Theo những cái thông tin cũng có hình ảnh này kia đó. Chụp chung với Trương Châu Hữu Danh. Tốc độ giới hạn 50 km/h, vui lòng giảm tốc độ. Ở đây đó, mình nói của chú anh chị trong cái drama mình nói của chị Nguyễn Phương Hằng á, mình nói ở đây là những cái người á đa nói rất là nhiều, em nói thẳng luôn ở trên kênh của em luôn, rất là nhiều những thành phần bất mãn chế độ. Rất là nhiều thành phần bất mãn chế độ, phải không, bất mãn cơ quan chức năng. À, theo cái drama của chị Phượng Nguyên Hằng với một ủng hộ, trong đó có những bọn phản động. À, mà bọn những bọn phản động thì nó bỏ tiền, phải không, nó bỏ tiền. À, bỏ tiền thao túng những các YouTuber. À, YouTuber nào yếu, không tỉnh táo sẽ nhận cái đồng tiền của tụi nó, ăn cái đồng tiền của tụi nó. Bằng cách nào? Bằng cách là tụi nó sẽ đăng ký và tụi nó chạy view và tụi nó theo dõi một cái kênh đó. Em nói với cô chú anh chị biết. Và an ninh người ta theo dõi từ những cái nick như điển hình như là Song Thị Lập Đổ. Em nói luôn cô chú anh chị, Song Thị Lập Đổ. Đó, an ninh người ta cũng theo dõi. Sắp ra khỏi khu dân cư. Và những người á, những người trong cái những khán giả nha, những người trong những cái comment núp lùm hay không biết, tất cả cơ quan chức năng người ta đều biết hết, người nào như thế nào ha, những thành phần nào như thế nào người ta biết hết. Chưa đâu, đúng không, chưa đâu. Tại sao cái drama của chị Hằng kết thúc rồi nhưng mà tại sao mà vẫn gây ra cái ồn ào là cô chú anh chị vẫn biết, thì nó muốn giữ cái giống như là nó giữ lửa đó. nó giữ cho cái nhịp độ cho đến khi nào mà chị Hằng ra luôn, thấy không. Cái tụi nó là đang giữ lửa đó, giống như giữ cái cái lời ma đó. Nó muốn gây cái ồn ào xích mích của nó, xong đợi tới khi nào chị Hằng về nó muốn làm thêm một cặp nữa, phải không, nó gây ra cái ồn ào mạng xã hội nữa.
những cái thành phần mà bất mãn á, cô chú anh chị, thường là cái gì mà nói, thấy không, cái gì mà nói bây giờ mà chẳng hạn như cái câu chuyện lùm xùm nào đó đi, mà nó có ảnh hưởng cơ quan chức năng là tụi nó tấn công, là tụi ủng hộ này kia, hoặc là nó cho rằng những cái bọn mà thành phần mà dân chủ mà mình ở bên bên nước ngoài á, dân chủ cụi á, chống cộng cụi á, là những cái thành phần mà coi như là luôn là mò, giống như là vô và xuyên tạc xuyên tạc thôi, xuyên tạc rồi nhảy vô bình luận mấy câu rồi nói này kia, chính quyền này nọ ép người dân hay là xử quan gì kia đó, giống như câu chuyện Thiền Am vậy đó. Đó, chờ thôi để mà nó gây ra cái ồn ào trên không gian mạng, thì có những thành phần mà nó chủ chốt mà nó bỏ tiền, bung tiền nó gỡ về Việt Nam để mà cho những các YouTuber ở Việt Nam để mà gây ồn ào. Mà em nói về cái câu chuyện của ông thầy mà ông thầy mình gọi là thầy, ông thầy hút thịt chó đó, thì cũng có liên quan luôn. Đó, những cái thành phần mà YouTuber mà lỡ mà quay ông thầy nha, hút thịt chó đó, mình nói tại sao mà tụi nó quay tới đó, nó quay hoài nó không sợ. Có tiền, thứ nhất là tiền, thứ hai là cơ quan chức năng người ta chưa có xử lý, hiểu không, chưa có xử lý ông thầy ông thầy cũng thịt chó, thì nó chủ tụi nó chưa có sợ, hiểu không, số thành phần nó chưa xử là chưa, tụi nó chưa có sợ đó. Thì mà mong cơ quan chức năng của thành phố Hồ Chí Minh á, nói chung là răn đe những các YouTuber mà quay cái hàng cha thầy hút thịt chó, răn đe tụi nó. Nhiều khi bọn nó cũng lụm tiền của tụi những cái thành phần đó để mà tới nó quay hoài, quay ông này hoài, nó quay cái hình ảnh của cái người nó nói là Phật giáo bôi bác cái Phật giáo ở Việt Nam. Tại vì cái ông Tâm Phúc này, Phúc thịt chó này, là ổng bận cái áo người tu, nhà ổng thờ này kia, ổng cạo đầu bận y phục đó. Cho nên là nó muốn bôi như họ cái Phật giáo, muốn bôi dọn cái Phật giáo. Này là em nói Phật giáo nha, chứ không có nói đó là, em nói là cái mà lớn nhất á, là cái Phật giáo nha, chứ không phải là Phật giáo ở Việt Nam. Chúng ta không có đi bằng sâu bằng xa, nó ảnh hưởng tới cái Phật giáo thế giới đi, đúng không? Một người tu hành mà cầm cái đùi gà, cái chân ngỗng mà lên mà mình ăn, cả nhà thấy vô, thế giới người ta nhìn vô người ta thấy như thế nào, thế giới người ta nhìn vô thấy như thế nào đó. Mình nói cái mà lớn hết đi, đừng có nói trong nước, nói cái lớn đi, nó ảnh hưởng Phật giáo thế giới, hình ảnh của người tu hành, một hành giả, một người sa môn. Thì qua cái câu chuyện mà người tu á, mình nói người tu thì nói chung là không có người nào mình không có biết được người tốt hay kẻ xấu. Đôi khi cũng có những người cũng là một người tu mà nói chung là hợp pháp, một người tu hợp pháp đàng hoàng,
hiểu không? Cũng nằm trong giáo hội, nói chung là cũng mình ở đây mình không có nói là chức sắc gì ở nha nha cả nhà, mà nó nằm trong giáo hội, nhưng mà được giáo hội công nhận đi, tạm được giáo hội công nhận là một thầy tu đi đó, thì những người đó đôi khi là gì cũng có gì vi phạm vào cái luật 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 Phật, đúng không? Vi phạm anh Năm đang like mấy người. Tắt đi. Mà đường anh thấy đường đi nó cũng được chứ, đúng không? Đường đi cũng ngon. Cái này quốc lộ mấy, kêu quốc lộ mấy, nó còn là 13 cái gì 13 không? Còn ui trường học đẹp. Bên trong này không ta? À, Năm có một cái điện thoại à. Tài xế này chạy giỏi quá rồi. Ủa rồi, lên rồi. Là thường nói tài xế này chạy giỏi quá vậy rồi. Lên đâu rồi? Này level lên rồi. Chạy đường cao su mới thấy ghê ha. Chạy đường chạy đường cao su mà tay lấy lụa là không được. Mới ghê. Nhỏ quá ha, đường hẹp. Vừa chiếc xe chạy làm vô chiếc xe có lòng giảm tốc độ. Quay lại cái câu chuyện chia sẻ nãy giờ mình không có nói về cái vấn đề bây giờ mình không có bàn về vấn đề của thầy Phúc ăn thịt chó nữa. Bây giờ ổng phải trả giá rồi đó. Cô chú anh chị và các bạn biết cái câu chuyện đó, bắt ổng rồi là tụi kia nó lên rồi nó nói là đàn áp tôn giáo. Mẹ ổng tôn giáo gì đàn áp, ổng có tôn giáo mẹ gì, ai mà cũng giống như Lê Tùng Vân á, ai mà có cấp cái chứng chỉ là giống như là cái mình nằm trong cái giáo hội, ai mà đúng không cả nhà, người ta đâu có công nhận ổng đâu,
ổng làm giấy tờ giả không à, ổng toàn làm giấy tờ giả. Ổng ổng liều hơn Lê, ổng liều hơn Lê Tùng Vân cái ổng làm giấy tờ giả. Cái giấy tờ giả đó là mà chết đó. Làm giấy tờ giả người ta không có bắt về cái giả sư nha, người ta không bắt về cái giả sư nhưng mà người ta bắt về cái mà ổng làm giấy tờ giả đó, lừa đảo làm giấy tờ giả. Ông làm cò thầy à, thầy mà thầm làm cò đó chứ thầy mà đi làm cò đó, làm cò chạy giấy giả luôn ghê, bị bắt là phải rồi đó. Còn cái bọn xuyên tạc á, thì nó lên, bọn xuyên tạc ở nước ngoài á, thì nó lên là nó nói là đàn áp tôn giáo, không có tôn giáo mẹ gì đâu, cầm cái đùi gà, cầm cái chân ngỗng không ăn ngon lành cái gì là coi như là cơ quan chức năng ở đây người ta xử là nó cho là sai, bà mẹ nó tụi mà xuyên tạc bên nước ngoài á. Cái gì hỏi bây giờ á, cô chú anh chị, người ta giữ an ninh trật tự, người ta vi phạm pháp luật thì người ta bắt, là bắt đầu lên kích động xuyên tạc đủ thứ. Dầu là mình nói cuộc sống này á, thấy không, cũng có người cũng có người người tốt, thấy không, cũng có người làm trong chức cơ quan chức năng á, mà cũng có những thành phần tốt, những thành phần xấu, mà những thành phần xấu ở trong đó nó gây ảnh hưởng một cái tập thể, một cái tổ chức của bộ máy nhà nước Việt Nam, thấy không. Vì sao mà mới có một cái là đốt lò, bắt chồng đốt lò là như vậy chứ cái nhà anh nghĩ đúng không, chồng ông đốt lò đúng không, thì cái bọn mà xuyên tạc thì dựa vô những cái xấu đó để mà nó nói, nó xuyên tạc. Nó xuyên tạc những cái mà sai á cả nhà. Những cái mà người ta làm sai, chẳng hạn như có mà, nhưng mà những cái người sai thì nói chung là cũng bị xử thôi, đúng không cả nhà? Ví dụ mình ta biết nhà nước mình điều tra ra người ta cũng xử hết những cái thành phần sai. Làm thoái hóa biến chất. Không có mình nói là không có cái gì mà hoàn hảo được hết tất cả đó. Còn những mình nói về cái vấn đề mà à, phải thư ký Dung không à? Dạ đúng rồi. À hồi nãy mình có đến tòa Bình Phước để nộp cái giấy ủy quyền trong vụ của ông Phú Quý ngày sáng thứ hai xử đó, đúng rồi. Thì mình nghe bên văn phòng nói rằng là chị Chi đó, chị bị bệnh hay rồi thứ hai mình có quản không thư ký Dung? À rồi nếu như vậy thì tụi anh khỏi lên phải không? Đúng rồi. Rồi, tại vì anh nghe văn phòng nói đó cho nên gọi lại để xác minh. Rồi, vậy cảm ơn Dung ha. Rồi, cảm ơn Dung.
chị khỏi lên nữa anh. Ừ, sáng thứ hai xử mà thẩm phán bị bệnh rồi. Thẩm bệnh rồi. Đang điều trị ở Sài Gòn. Thẩm phán bị bệnh. Alo. Ừ, đang trên đường về. Trời ơi, rồi coi sao. Ông đang live mà sao mà ông gọi được. Có một cái máy à. Vì sao mà là sao? Màn hình mới chồng là sao chứ vậy? Thôi ổng like đi để thấy màn hình vô bất công. Những người không thích ổng là vô chửi nè. Đang né thấy bồ. Ông Hồ bây giờ là ổng ấy lắm. Ông Hồ này giờ là ổng nhiều kẻ thù lắm. Thì kệ, chứng thà nó biết vậy chứ đừng có xuất hiện mặt được rồi. Sắp đến biển bấm tốc độ giới hạn, tự nhiên cái này, thấy mặt quay vô mặt chi trời hả? À cái thâm leo quá à. Trời ơi bó tay luôn à, thâm leo nãy quay chụp dính à. Đi tới hồ vậy, quay qua đi, quay màn hình qua đây tí thò. Tốc độ giới hạn 8. Quay ra đâu? Quay anh á. Hết sức cái bà này, bà bó tay với bà thiệt. À, đó. Được chưa? À, thì ra là đi. Thì ra là muốn muốn gặp phu quân. Đó, được rồi đó. Trời ơi. Tại vì em có một cái điện thoại rồi cả nhà. Em đứng trước thì có hai cái. Em kênh của ông Hồ. Lúc trước có hai cái, giờ hai cái điện thoại kia nó hư rồi, em mới mua cái điện thoại cụ bắp này á, để là chìm. Trời ơi, vậy tắt đi. Cho nên là gọi vô em đâu có nghe được đâu. Ừ. Em đâu có nghe được đâu. Trời, đang live stream đâu có nghe được. Rồi đó, Hồ quay lại bình thường đi. Quay lại bình thường à. Coi anh nhìn tí gì đó. À, nhìn tí thôi không? À, cho nhìn tí thôi. Kiếm tiền mua cái điện thoại nữa ơi. Để đọc comment thôi. Để đọc comment. Cái điện thoại này chưa trả góp. Ừ. Trả góp chưa góp 10 tay này là góp tháng đầu á. Mới có tháng đầu hả? Ờ, 10 tay là tháng đầu. Tại vì đúng một tháng. Mà chưa đúng một tháng mới còn cách 4 ngày là nó gọi điện à. Nhớ đóng nha anh nhớ đóng cho. Quý khách nhớ nhớ đóng nhắc trước. Ừ. Đây là 10 tay mà ở đây là nhiêu rồi? Nay 8 tay à, còn 2 ngày nữa. À có nội ơi. 6 tay là nhắc rồi. Trời. Bởi vì cái số là nó vậy. Thì ngân hàng nó có một cái bộ phận nhắc nợ riêng. Dạ. Yeah. Bên cho vay riêng, còn bên nhắc nợ. Cái nhiệm vụ của nó là vậy đó. Mà tối ngày cứ gọi điện thoại tới họ kêu mình vay, thôi tôi cũng có nhu cầu. Quay quá công nữa, nó có nhu cầu thiếu tiền thiệt nhưng mà không có chơi như vậy. Chơi vậy nói chung là có nhiều người nha, có nhiều người nha, quay cho đã không có tiền trả.
không có tiền đóng. Rồi người ta đòi á, bên ngân hàng người ta đòi á thì muốn xù cũng có, rồi nói là người ta đòi, rồi nói sao người ta thưa, người ta kiện trách sang trái vào đường Hồ Chí Minh, rồi người ta thậm chí người ta dùng kêu giang hồ nữa. À, có chiếc chê có sức chịu à, tôi nhắm tôi chê không được, tôi không vay. Còn này nó vay nó ăn cho đã xong rồi nó vay ăn cho đã xong rồi người ta đòi không có tiền. Góp 6 tháng hàng tháng, một tháng 800 804 806 gì hết. Để coi cái giấy, coi giấy luôn. Có giấy gì đóng luôn á, để coi cái giấy nó là tháng mấy ta. Cái giấy của thằng Thế Giới Di Động, ngày 10 tháng 12 là em phải đóng nè, cho đến tháng 10 tháng 5 2024 là 6 tháng, mỗi tháng là 864.000, cứ mỗi tháng là 864.000. Đúng 6 tháng là sẽ xong cái điện thoại này. Thấy không? Cái nhà thấy không? Em khổ. Khổ mà còn xui. Cái giấy để đóng tiền. Mua hàng trả góp là nó cho cái giấy này nè. Thấy không nè. Khổ. Mua đâu á, không phải là hàng thằng xịn gì đâu, hàng Trung Quốc, hàng Xiaomi, nói chung livestream cũng được. Có một cái là chức năng nó cũng nhiều nhưng mà nó không bằng những cái Samsung, cấu hình nó không bằng Samsung, nhưng mà có một cái là nó mạnh, là mạnh về cái chip, nó mạnh chip, nó chip Mỹ. Sáng 4 giờ là em muốt ổ mì mới qua đây. Yeah. Em mới qua bên anh, đứng trước nhà anh ăn ổ mì. Vậy mà 2 giờ mấy ăn thêm? Ăn thêm tô phở. Bởi vì nó bị, bởi vì giờ nó no nè. Nói chung em ăn nhiều cũng nhiều mà ít thì cũng ít. Con vô chừng, bởi vì qua tử. Hay bị qua tử. Nãy xui nó bể chai dầu. Chai dầu của anh Hiếu anh cho bể. Lọt cái nó bể chai dầu. Dầu thơm lắm anh. Dầu màu vàng, dầu mà hình như bữa là ổng cho
ổng cho mấy mấy anh em, mà hình như em được chai chai màu vàng, còn mấy người kia chai màu. Quay rồi đó, quay rồi đó. Anh yếu rồi đó. Vô gần qua cái khúc gần nó yếu. Bởi sao ta nói ai sống yếu người ta trèo lên cao lên đâu sống. Trèo qua khỏi ngọn cây mới bắt sống. Xe này mới là xe cam nông. Kiếm cái gì á cô bác anh chị em. Ủa đất ở đây nó màu tím rồi, ngộ anh. Đất nè em nhìn xuống màu tím, tím tím đất nó tím tím ngộ. Đây rất nhiều, Bình Phước rất nhiều cái này. Cao su không? Từ hồi xưa mà nó không tách ra hai tỉnh là nó lộn. Đúng rồi. Lộn nhất nước luôn. Coi như là ngày xưa mà Bình Phước này mà không tách với Bình Dương ha. Ừ. Nó rộng. Coi như là tỉnh mà lớn nhất nước luôn. Mà Campuchia giáp với Campuchia là em biết ở tỉnh Buôn Chàm. Buôn Chàm. À, Buôn Chàm mình nó kêu là Buôn Chàm. Còn bên Campuchia thì Công Minh Chàm. Vui lòng giảm tốc độ. Cái tỉnh Buôn Chàm Chàm là nó gần biên giới dưới biên giới ở Bình Dương. Rẽ phải vào quốc lộ 13. Nó gần. Ngày xưa là ngày xưa bộ đội đi nói nhiều đánh mình qua bên bản đi đó.
tối em ngủ có ngủ không được, tại vì đi sớm á, ngủ chập chờn ngủ không được, ngủ có 1 tiếng rưỡi à. Là 1:30, 1:30, 2 tới 2 giờ bắt đầu mới ngủ. Là ngủ được có 1 tiếng rưỡi như 3 giờ 3:30 em thức dậy là đánh răng rửa mặt là coi như là đi rồi. Đi qua đây á 4 giờ rồi. Đi qua bên anh là 4 giờ rồi. 4:30 bác xem đường xá đưa cái mặt vô mà không nói gì trơn ý là em không thích comment sắp đến trạm thu phí ở đây chợ gỗ gỗ gì vậy? Cây cao su đúng không? Phải củi đâu, em nghĩ nó không phải làm củi đâu. Giờ ai mà làm củi nữa, anh? Ai mà chở củi người nữa? Giờ ta nấu bếp cái. Giờ nấu bếp ga mà. Giờ nấu bếp ga người kia. Nói chung là cái cây này nó làm cái gì đó để nó bào ra nó làm cái gì. Làm dán ép không chừng vì sao này chỉ có hỏi là nông dân không mới biết. Dân còn không à? Bữa để quên cái massage cổ ở trên xe đó, cái máy massage cổ ở chút nhắn tin nó kêu nó gỡ à, không có cái đó là không được à, có đó là em nhức đầu lắm. Em coi trên cái máy vi tính của em mà. Coi lớn cho nó thấy rõ hả? Ờ, em coi cái máy vi tính của em mà. Đó kể mấy chuyện đó cho bà con nghe. Kể cái livestream đó. Chỗ ma. À cái thằng đó bên Trung Quốc nó livestream ma. Nó livestream ma mà có lúc không, chứ không phải là còn những cái kênh mà quay về ma đó là nó xạo, nhiều thằng nó xạo. Còn thằng này là trực tiếp luôn. Là
Đấy, trực tiếp luôn, có lúc có lúc không, mà cũng có lúc mà thấy rõ, có lúc thấy không rõ, nó bay vậy nó mới hay. Mình mới coi, mình mới theo dõi, mình coi, tại vì cái màn ảnh lớn á nó giúp cho mình xem cái nó rõ. Ma là như thế nào, cái gì sao, nó là bóng hay gì, đúng là nó là cái bóng anh, đúng là nó có bóng, mà nó có hai dạng bóng nha, có khi nó quay được cái bóng màu trắng, có khi nó quay được bóng màu đen. Mà theo em tìm hiểu á, theo em tìm hiểu á, là cái bóng đen á, là cái bóng là nó không có được độ, giống như là nó rơi vào cái ngạ quỷ á, không rơi vào quỷ, còn cái bóng trắng á, là khác nữa, nó rơi vào cái ngạ ngạ khác. Nó là như vậy. Đó, em tìm hiểu là như vậy. Mà rất là hay, hàng đó là sao long, nó tên là sao long. Trung Quốc, hình như là nó cũng ở gần cái cũng ở gần gần ở đâu, tỉnh nào ta, cũng Việt Nam luôn á, cũng ở gần gần đó. Bên Trung Quốc á, nó bỏ hoang á, nó bỏ hoang mà nó thiếu liệu, nó xây lên. Bây giờ một cái bệnh viện phải không, nó đập mà nó bỏ hoang vậy, nó không có làm gì hết, mà đi tới đâu là bỏ hoang tới đó, nó xây tới đâu là đập tới đó. Cái Trung Quốc nó phí tiền thiệt đó. Mà khách sạn lớn luôn nha, bỏ hoang luôn, không có gì, mà đồ nội thất vẫn còn y nguyên anh, còn mới luôn. Người Trung Quốc nể sang như đỉ. Comment bộ nhìn không thấy hả? Không nhìn, không thấy Nó comment chưa? chói với là cái màn hình của em, nó chói, không thấy anh. Phải đưa cái mặt vô mà cũng chói, đưa đưa sát vô anh mà chờ nó chiếu mà không thấy. Rồi bởi vì mình nói là ở bên Trung Quốc có thành phố ma là đúng, nó bỏ hoang, nó bỏ mấy công trình này kia, nó xây lên xong rồi đập bỏ, rồi nó không ai ở. Bởi vì Việt Nam mà cho nó là qua đây mà nó giống như là cho nó mà khai thác là chắc tan quan luôn. Đúng không? Cho ví dụ mà hợp tác với nó mà cho nó khai thác là chắc là đất ở Việt Nam nó sớ lên, nó tan quan luôn, bình địa luôn. Heo này cỡ hơn
hơn hơn 100 ký à. Heo bự ha. Heo bự ha. Đúng không? Mình em đứng em đứng rồi. Nên là ở bằng bự lắm. Vậy mà. Chưa mất giới. Ủa mà sắp bị làm thịt rồi con. Đưa mình đi làm thịt. Không? Heo là cái nhà. Cái nhà thấy không? Heo. Đánh số luôn. Ủn ủn. Thôi đừng chạy sáng nữa anh. Anh mà để cái kiến xuống là thôi rồi luôn, bốc mùi luôn. Kết của mấy thằng chơi này nó thúi lắm. Thân đò còn đỡ, kết mấy thằng chơi nó thúi. Quá nhiệt rồi, nóng quá rồi. Em xin chào cả nhà nha. Điện thoại em nó báo là nhiệt độ quá nóng. Lê rồi. Đứng ngoài nắng nữa nè. Nắng nữa nè, nhiệt độ quá nóng. Thôi, em xin tạm chào cả nhà nha. Điện thoại này nó của anh gì? Anh lập tập cận bệnh. Cho nên rồi xuống. Ông đừng có khi dễ nha, mình nói vậy thôi, đồ Trung Quốc là vẫn là ok đó, tại ông có tiền xài đồ tốt thôi. Rồi bye bye cả nhà, chúc cả nhà nhiều sức khỏe nha.